Đây là cảnh phía trong cống này các bạn. Đó, ghe tập trung lại ha. Không biết một lát nữa mở mấy miệng. Ở đây thì cống này có hai miệng ha, hai cửa. Một bên thi lực, một bên là tự đóng nha các bạn. Nước nó cao thấp là tự đóng. Đây là phía ngoài ha, ghe đầu ghe ra nè. Đó, ghe bự nó ghe ra đây ha. Ở trên này cũng gió quá, gió. Rồi bây giờ mình xuống dưới nha các bạn. Rồi bây giờ cống đang kéo lên nha các bạn. Đó, đang kéo lên. Đó, vừa nhóng lên cái xong là nó rút nè, ba cái rác đó nó rút lên liền. Rồi lên cao các bạn, lên nó giờ 2 mét mấy rồi đó. Mày là không còn cao thấp lắm rồi, còn mạnh lắm rồi. Cái nhà tắm rồi. Tàn dư của ai trôi lại à? Rồi lên rồi các bạn. Xe lăn luôn rồi kìa. Quay dùng chiếc xe lăn luôn rồi kìa. Xe lăn quá hơn rồi. Xe lăn này đi trước hả mày dữ lắm. Quá chi quẹo qua quẹo lại lại cứu không được. Đó mình nè. Mấy rồi. Cái này để qua mình đâu ha. Để lái đuối à, mày qua bắt qua đúng không? Già đừng qua cũng ra là sẽ tự nhiên cái đó. Nó lên tắp cho dắt chưa rồi. Đâu mày lại tắp chứ. Sao đi. À, hai người tôi nói một người luôn. Để lái ơi, để lái ơi.
rồi nằm lên. Chiếc chạc này lên nha. Chạc chở máy cắt lên.
Rồi ghé muối luôn anh em ơi. Nước yếu rồi, nước yếu ra dễ rồi. Rồi chiếc này ra luôn các bạn ơi. Nhẹ nhàng quá dữ luôn, cho ăn quá lớn rồi, qua thì phải nó muốn dừa luôn á, căng qua căng quá không rồi, chí mấy luôn sáng luôn rồi, lấy dầm cầu cũ thì sao nè, có quay đông thì tùm lum ở sân nè, cái này cái dầm cầu, cái dầm cầu cũ các bạn, dầm cầu cũ trở về máy thì khá là mạnh nha. Không xi nhê gì luôn. Mấy cái máy nó gần, còn không mấy cái gì. Anh em